Các bạn thân mến, trong quá trình làm việc với bảng tính Excel, vì một lý do nào đó mà chúng ta cần thêm các cái dòng dữ liệu trống hàng loạt sau mỗi dòng dữ liệu mà chúng ta đã nhập. Nếu mà theo cách thủ công thì thực sự là rất là khó. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn dòng trống sau mỗi dòng dữ liệu trong Excel một cách hàng loạt. Thứ nhất là để chèn theo cách thủ công thì các bạn có thể kích chuột phải vào cái dòng và chúng ta chọn Insert. Đây. Đây là cách thủ công. Tuy nhiên với các cái dữ liệu chúng ta có nhiều thì cái việc thao tác thủ công này thực sự là rất mất thời gian và không thực sự khoa học. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng cách thứ hai, đó là cách dùng chức năng của Data Filter. Đầu tiên là chúng ta sẽ đánh số thứ tự của các dòng ở một cái cột nào đó. Ví dụ như cột Y chẳng hạn, các bạn gõ số 1 vào cái dòng thứ 5 và đặt công thức là Y5 cộng E1. Thế là chúng ta sẽ gì? Và copy công thức ở cái dòng này sang các cái dòng khác tương ứng. Đấy. Và chúng ta sẽ copy lại một lần nữa các cái thứ này xuống dưới. Các bạn nên kéo dài xuống dưới để tránh trường hợp là thiếu dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ quét cái vùng title, tức là vùng tiêu đề của bảng dữ liệu, và chúng ta vào thẻ data, kích vào biểu tượng filter. Tiếp theo các bạn quét chọn toàn bộ các cái số mà chúng ta đã tạo lúc trước và kích lên thẻ data, chọn sort từ A đến Z, tức là sắp xếp từ nhỏ đến lớn, và các bạn kích nút sort. Sau khi kích nút sort thì là các cái dòng trống sẽ được xếp xen kẽ sau các cái dòng dữ liệu cho chúng ta, và các bạn thấy rằng là cái cách này nhanh hơn nhiều so với cái cách lúc chúng ta làm thủ công lúc trước. À, như vậy hôm nay Đức Huy Lê Challenge đã hướng dẫn các bạn cách chèn các cái dòng trống xen kẽ sau mỗi dòng dữ liệu trong Excel. Đề nghị các bạn kích nút like, nút đăng ký dưới video này để đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ chúng tôi. Đồng thời bên dưới video này tôi cũng đã để link các cái tuyệt chiêu trong Excel, các bạn cũng có thể tham khảo thêm. Xin chân thành cảm ơn.